Tăng Chi Bộ tập 2. 11 La Mã phẩm mây mưa. 1. Mây mưa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, không có mưa. Có mưa, không có sấm. Không có, sấm cũng không có mưa. Có sấm và có mưa. Này các tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm, không có mưa. Hạng người có mưa, không có sấm. Hạng người không có sấm, không có mưa. Hạng người có sấm và có mưa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm, không có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có nói, không có làm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có sấm, không có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây có sấm, không có mưa ấy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có mưa không có sấm? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có làm không có nói. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có mưa không có sấm. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây chỉ có mưa không có sấm ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm cũng không có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không có nói, không có làm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có sấm, không có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây không có sấm, không có mưa ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có nói và có làm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người giống như loại mây này có mặt hiện hữu ở đời. 2. Mây mưa. Này các tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, không có mưa. Có mưa, không có sấm. Không có sấm, không có mưa. Có sấm và có mưa. Này các tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có sấm không có mưa, hạng người có mưa không có sấm, hạng người không có sấm không có mưa, hạng người có sấm và có mưa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm không có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuộc lòng pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu pháp, quảng thuyết, vị ấy không như thật quán tri, đây là khổ, không như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có sấm không có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây có sấm không có mưa ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có mưa không có sấm? Ở đây, này các tỷ kheo, có
có hạng người không có học thuộc lòng pháp, như khế kinh, ứng tụng, quản thuyết, vị ấy như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có mưa, không có sấm. Chí như, này các tỷ kheo, loại mây chỉ có mưa, không có sấm ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm và không có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không học thuộc lòng pháp như khế kinh, quản thuyết, vị ấy không như thật quán tri, đây là khổ, không như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có sấm, không có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây không có sấm, không có mưa. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người học thuộc lòng pháp như khế kinh, quản thuyết. Người ấy như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này các tỷ kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người giống như các loại mây mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. 3. Cái ghè. Này các tỷ kheo, có bốn loại ghè này, thế nào là bốn? Trống và bịch, đầy và mở. Trống và mở, đầy và bịch. Này các tỷ kheo, có bốn loại ghè này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví như các loại ghè này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trống và bịch, đầy và mở. Trống và mở, đầy và bịch. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người trống và bịch? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có thái độ khả ái, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi cò tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát, già y, vì ấy không như thật quán tri, đây là khổ, không như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người trống và bịch. Ví như, này các tỷ kheo, các ghè trống và bịch ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đầy và mở? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi cò tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát, già y, vì ấy như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như, này các tỷ kheo, cái ghè đầy và mở ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người trống và mở? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát, già y, vị ấy không như thật quán tri, đây là khổ, không như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người trống và mở. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đầy và bịch?
Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, mang y bát, vì ấy như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người đầy già bịch. Ví như, này các tỷ kheo, cái ghè đầy già bịch ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, bốn hạng người giống như các loại ghè này có mặt, hiện hữu ở đời. Bốn, hồ nước. Này các tỷ kheo, có bốn loại hồ nước này, thế nào là bốn? Cạn nhưng có vẻ sâu, sâu nhưng thấy cạn, cạn và thấy cạn, sâu và thấy sâu. Này các tỷ kheo, có bốn loại hồ nước này. Năm, các hồ nước. Này các tỷ kheo, có bốn loại hồ nước này, thế nào là bốn? Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Này các tỷ kheo, có bốn loại hồ nước này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với hồ nước này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Cạn có vẻ sâu, sâu có vẻ cạn, cạn có vẻ cạn, sâu có vẻ sâu. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người cạn có vẻ sâu? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có thái độ khả ái. Sáu, các trái xoài. Này các tỷ kheo, có bốn loại xoài này, thế nào là bốn? Chưa chín, có vẻ chín. Chín, có vẻ chưa chín. Chưa chín, có vẻ chưa chín. Chín, có vẻ chín. Này các tỷ kheo, có bốn loại xoài này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với bốn loại xoài này. Thế nào là bốn? Bảy, các loại chuột. Này các tỷ kheo, có bốn loại chuột này. Thế nào là bốn? Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có ở. Này các tỷ kheo, có bốn loại chuột này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại chuột này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Đào hang không ở, ở không đào hang, không đào hang không ở, có đào hang có ở. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có đào hang nhưng không ở? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuộc lòng pháp như khế kinh, quảng thuyết, vị ấy không như thật quán tri, đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người đào hang nhưng không ở. Ví như, này các tỷ kheo, loại chuột có đào hang nhưng không ở ấy, ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có ở không đào hang? Tám, các loài bò đực. Này các tỷ kheo, có bốn loài bò đực này, thế nào là bốn? Hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người, hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Này các tỷ kheo, có bốn loại bò đực này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví như các loài bò đực này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Hạng hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình.
hạng hung dữ với đàn bò của mình và hung dữ với đàn bò của người, hạng không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của mình, không là một khiếp đảm cho hội chúng của người. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Ví như, này các tỷ kheo, loại bò được hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của người, không là một khiếp đảm cho hội chúng của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình. Ví như, này các tỷ kheo, loại bò được hung dữ với đàn bò của người, không hung dữ với đàn bò của mình ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ với đàn bò của người? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người là một khiếp đảm cho hội chúng của mình và cho hội chúng của người. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người như trên, giống như ví dụ ấy. Thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình và không hung dữ với đàn bò của người? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không là một khiếp đảm cho đàn bò của mình, không là một khiếp đảm cho đàn bò của người. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với đàn bò của người. Ví như, này các tỷ kheo, loại bò đực không hung dữ với đàn bò của mình và không hung dữ với đàn bò của người. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống với như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại bò đực này có mặt hiện hữu ở đời. 9. Các cây. Này các tỷ kheo, có bốn loại cây này. Thế nào là bốn? Có giác cây bao dây với giác cây, có giác cây bao dây với lõi cây, có lõi cây bao dây với giác cây, có lõi cây bao dây với các lõi cây. Này các tỷ kheo, có bốn loại cây này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại cây này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người là giác cây bao dây với giác cây, hạng người là giác cây bao dây với lõi cây, hạng người là lõi cây bao dây với giác cây, hạng người là lõi cây bao dây với lõi cây. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao dây với giác cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới theo ác pháp, hội chúng người ấy cũng ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người giác cây bao dây với giác cây. Ví như, này các tỷ kheo, loại cây là giác cây bao dây với giác cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là giác cây bao dây với lõi cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới theo ác pháp, nhưng hội chúng người ấy có giới theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người giác cây bao dây với lõi cây, ví như giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là lõi cây bao dây với giác cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có giới theo thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy theo ác giới, ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người lõi cây bao dây với giác cây,
ví như giống như ví dụ ấy. Già này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là lõi cây, bao dây với lõi cây? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người có giới theo thiện pháp, hội chúng của người ấy cũng có giới theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có lõi cây, bao dây với lõi cây. Ví như, này các tỷ kheo, là hạng người lõi cây, bao dây với lõi cây. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này, có mặt hiện hữu ở đời. 10. Các con rắn. Này các tỷ kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc, loại ác độc nhưng không nọc độc, loại có nọc độc và ác độc, loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các tỷ kheo, có bốn loại rắn độc này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc, hạng người ác độc nhưng không nọc độc, hạng người có nọc độc, có ác độc, hạng người không có nọc độc, không có ác độc. Già này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không ác độc. Chí như, này các tỷ kheo, loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có ác độc nhưng không có nọc độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc nhưng không có nọc độc, giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc, giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có nọc độc và không có ác độc. Ví như, này các tỷ kheo, loại rắn không có nọc độc, không có ác độc ấy, ta nói rằng hạng người này giống như ví dụ ấy. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời.